Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chuyên gia thăm dò dư luận cho rằng, đa ủng hộ ứng viên tổng thống Kamala Harris đang bị đóng băng khi bà chuyển sang công kích đối thủ Donald Trump. Luntz, chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Cộng hòa cho rằng, Phó tổng thống Kamala Harris tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc kết nối với số ít cử tri còn do dự, trong khi bà có thể thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình. Ông Lên cho rằng chiến lược truyền thông của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ không nhận được sự ủng hộ của nhóm cử tri còn dao động này. Theo ông Lên, bà Harris có thể không đạt được mục tiêu thắng cử vào tháng 11. Ông cho rằng đa ủng hộ của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đã đóng băng. Kể từ khi bà chuyển trọng tâm sang công kích đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump, thay vì tập trung vào việc truyền tải các thông điệp về chính sách, Ông Lên nhận định nỗ lực tốt nhất của Phó Tổng thống Kamala Harris là bà tự chứng minh lý do bà nên được bầu làm Tổng thống. Tuy nhiên, tiến trình đó đã bị đình trệ khi bà tập trung nhiều hơn vào việc công kích ông Trump trong những tuần gần đây. Chuyên gia thăm dò dư luận cho biết, điều thú vị là khi bà Harris tập trung vào lý do bà nên được bầu làm tổng thống, thì đó là lúc số phiếu của bà tăng lên. Ông Glenn nói, bà ấy đã có 60 ngày tuyệt vời nhất trong số các ứng cử viên tổng thống trong lịch sử hiện đại nhưng sau đó bà ấy chuyển sang công kích ông trump tập trung vào ông ấy và nói đừng bỏ phiếu cho tôi hãy bỏ phiếu chống lại ông ấy thì đó là lúc mọi thứ đóng băng ông lân đề cập đến sự kiện gần đây của bà harris với cnn khi phó tổng thống chuyển trọng tâm sang đối thủ thì về trực tiếp trả lời câu hỏi về vấn đề nhập cư và bức tường biên giới ông lân nói họ hỏi bà ấy cụ thể rằng quan điểm của bà về bức tường biên giới như thế nào nhưng bà ấy đã làm gì bà ấy chuyển hướng sang donald trump Ông Lên lưu ý rằng bà Harris đã nhiều lần không đưa ra cho cử tri các kế hoạch rõ ràng cụ thể. Ông nói thêm, bà ấy chưa nói với công chúng từng bước một bà ấy sẽ làm gì. Chuyên gia Lên nhấn mạnh nếu bà Harris muốn giành chiến thắng, bà phải đưa ra một tầm nhìn rõ ràng về những gì bà sẽ làm nếu trở thành tổng thống. Chuyên gia lý giải bà ấy nên nói tôi muốn cho các bạn biết những gì tôi sẽ làm trong giờ đầu tiên, ngày đầu tiên và tuần đầu tiên khi trở thành tổng thống, nhưng bà ấy đã không làm như vậy chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày bầu cử chiến dịch tranh cử của bà harris đang nỗ lực xây dựng đà ủng hộ từng đưa bà vượt qua đại hội của đảng dân chủ và cuộc tranh luận với đối thủ donald trump tuy nhiên chuyên gia linh tin rằng những khó khăn của phó tổng thống trong việc kết nối với các nhóm cử tri quan trọng có thể khiến bà gặp khó khăn ở các bang chiến trường quan trọng ông chỉ ra rằng kết quả cuộc bầu cử có thể phụ thuộc vào việc bà harris thể hiện tốt như thế nào với các nhóm cử tri quan trọng ở những khu vực cụ thể người da màu ở North Carolina và Georgia, các thành viên công đoàn ở Roswell và người Mỹ Latin ở Arizona và Nevada. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22 tháng 10 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng bà lo ngại ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm. Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà đã chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ cố phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 11, song bà hiện tập trung vào việc cố gắng đánh bại ông trước. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ cố tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm và trước khi các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng, bà Kamala Harris đã bày tỏ lo ngại. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ đề cập tới vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Có một người, đó là ông Trump. Ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng. Người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ, làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Khi đó những người ủng hộ ông Trump cố ngăn cản việc xác nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Donald Trump đã từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, khẳng định sai sự thật rằng bầu cử có gian lận. Ông chỉ trích một loạt tổ chức và cá nhân mà ông cho rằng can thiệp vào bầu cử. Các chuyên gia cảnh báo những nỗ lực gieo rắc mầm mống nghi ngờ ông Trump hiện nay có thể được sử dụng để kích động những người ủng hộ sau khi bầu cử diễn ra và ông sẽ cố giành quyền lực bằng cách tuyên bố cuộc bầu cử là không hợp lệ. Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Ông Trump và bà Harris vẫn đang trong thế giằng co với các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng viên tỏ ra ngang tài ngang sức trên toàn quốc và ở bảy tiểu bang chiến trường quan trọng. Kính thưa quý vị, hai ứng viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump đang trong cuộc đua quyết liệt tại bảy bang chiến trường trước ngày bầu cử. Một cuộc khảo sát ở Washington Post Charles Kuhn vào ngày 21 tháng 10 cho thấy, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước ở Georgia với tỷ lệ 5147, trong khi ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước một chút ở Arizona với tỷ lệ là 4946. Phó Tổng thống Harris cũng có lợi thế ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang mà bà sẽ vận động tranh cử vào cuối ngày 21 tháng 10. Ông Trump dẫn đầu ở North Carolina, ngang bằng với bà Harris ở Nevada với tỷ lệ 48. 848. Kết quả trên được thực hiện với 5.016 cử tri tiềm năng, được khảo sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Cựu Tổng thống Trump cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc meeting ở North Carolina vào cuối ngày 21 tháng 10 sau khi khảo sát thiệt hại gần đây do bão Helen gây ra. Các cuộc khảo sát khác gần đây cũng cho thấy cuộc đua rất xích sao tại bảy bang chiến trường, mặc dù bà Harris được cho là nắm giữ lợi thế hơn so với đối thủ trong một số cuộc khảo sát toàn quốc. Cuộc thăm dò của Reuters IPSOS tuần trước cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ là 45-12. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất khó đoán định bởi vì các Cuộc thăm dò vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện nay thì cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ bang để đảm bảo con số đó. Tờ The Wall Street Journal ngày 19 tháng 10 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh vào Đài Loan. Ông Trump cho biết về ý định của mình nếu đắc cử. Tôi muốn nói rằng nếu quý vị tiến vào Đài Loan, tôi rất tiếc phải làm điều này. Tôi sẽ đánh thuế quý vị từ 150 đến 200%. Khi được hỏi liệu ông có sử dụng sức mạnh quân sự nếu Trung Quốc đại lục phong tỏa Đài Loan hay không, ứng viên Đảng Cộng hòa lưu ý rằng điều đó sẽ không xảy ra vì Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tôn trọng ông. Tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với ông ấy, tôi sẽ không phải sử dụng vũ lực quân sự, vì ông ấy tôn trọng tôi và ông ấy biết về tôi. Trước đó cựu tổng thống Mỹ đưa ra kế hoạch áp thuế toàn diện từ 10% đến 20% đối với hầu hết hàng nhập khẩu, cũng như áp thuế 60% trở lên đối với hàng hóa từ Trung Quốc, trong các biện pháp mà ông cho là sẽ thúc đẩy sản xuất của Mỹ. Các thành viên của Đảng Dân chủ gần đây cho rằng Phó tổng thống Kamala Harris vẫn chưa thể thuyết phục được cử tri với tư cách là ứng viên tổng thống có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn, một nhiệm vụ mà họ cho là rất quan trọng để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các bang chiến trường trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Họ cho rằng Phó tổng thống Harris đang gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục cử tri rằng bà có thể giải quyết tốt vấn đề kinh tế hơn cựu tổng thống Donald Trump, người đang dẫn trước về khả năng quản lý nền kinh tế. Mặc dù bà Harris đã có những sáng kiến như giảm chi phí thuốc men và hỗ trợ phụ huynh học sinh, bà vẫn chưa tạo được sự kết nối mạnh mẽ với cử tri. Các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để làm suy giảm lợi thế của ông Trump, đặc biệt là khi cử tri vẫn nghi ngờ về thành tựu kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo các cuộc thăm dò gần đây, mặc dù bà Harris đã cải thiện được vị thế của mình trong các cuộc khảo sát, song vẫn chưa tạo ra được sự kết nối mạnh mẽ với các cử tri về vấn đề kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông Trump vẫn giữ được lợi thế về khả năng thúc đẩy một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ của mình. Một số nhà phân tích cho rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phản bác lại danh tiếng của ông Trump về thành tích kinh tế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Mike Murphy nhận định, bà Harris cần làm rõ hơn kế hoạch kinh tế của mình và phải bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ. Bà ấy đã không tận dụng cơ hội trong cuộc tranh luận để tạo ra sự khác biệt đáng kể so với ông Trump về vấn đề này. Trong bối cảnh đó, Đảng Dân Chủ hy vọng rằng những tin tức kinh tế tích cực gần đây như lạm phát giảm và thu nhập hộ gia đình tăng trở lại trước mức COVID-19 có thể giúp bà Harris cải thiện vị thế. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng mà bà Harris cần trả lời là liệu người Mỹ có cảm thấy họ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước hay không? Cử tri Mỹ hiện dường như vẫn chưa thuyết phục được về điều đó và họ cho rằng cựu Tổng thống Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn đương kim phó Tổng thống Harris. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.